An chào tất cả anh chị em và các bạn. Tàu hủ nước đường là một món ăn vặt rất quen thuộc, món ăn gắn liền với tuổi thơ của biết bao người. Nhắc đến tàu hủ nước đường làm chúng ta nhớ ngay đến hình ảnh những miếng tàu hủ trắng mịn, hòa quyện với nước đường thơm lừng mùi gừng. Hôm nay, An mời các bạn cùng An vào bếp làm tàu hủ theo hai cách rất đơn giản và dễ dàng nhé. Cho vào tô 300g hạt đậu nành. Đậu nành thường có rất nhiều bụi bẩn, vì vậy phải rửa đậu với nước lạnh vài lần cho đậu thật sạch trước khi ngâm. Đậu nành là nguyên liệu sẽ quyết định độ ngon béo thơm của tàu hủ nên khâu chọn đậu cũng rất quan trọng. Bạn nên chọn đậu nành hạt tròn chắc, không bị sâu mọt. An thường mua đậu nành bio từ nhà vườn. Sau khi rửa đậu, nếu có những hạt nổi lên mặt nước hoặc vỏ đậu chóc ra thì bỏ vỏ và những hạt đó đi. Rửa xong đổ ngập nước lạnh ngâm đậu qua đêm. Sang hôm sau, xả đậu qua nước một lần nữa rồi xay đậu cùng 2 lít nước lạnh. An xay bằng máy xay sinh tố nha. Ban đầu An cho vô 1 lít nước để xay, 1 lít nước còn lại An để nhồi đậu. Phải xay đậu thật nhuyễn mịn, xay nhuyễn mới lấy được hết tinh chất có trong đậu. Cho đậu vào túi, nhồi kỹ rồi vắt lấy nước. Lược qua khăn một lần nữa để loại bỏ hết bã đậu còn sót trong nước đậu. Cho túi đậu trở lại thau, đổ hết lượng nước còn trừ lại vào. Nhồi kỹ rồi vắt lấy nước một lần nữa. Ngày xưa An thấy mẹ An hay làm tàu hủ với thạch cao phi và bột gạo, nhưng bây giờ thì có những nguyên liệu khác có thể thay thế thạch cao phi để làm ra món tàu hủ rất ngon và dễ dàng. An có ở đây là 2 lít sữa đậu nành. Cho vô 1/2 thìa cà phê muối để món ăn của mình được ngon hơn. Trước khi mang nồi sữa đậu nành đi nấu, An sẽ nói về hai cách làm đậu hũ của An nhé. Cách 1, An làm bằng đường nho. Tên tiếng Anh là gluconodentalactone. Đường nho ở dạng bột mịn, có màu trắng và vị đặc trưng. Đầu tiên bạn nếm có vị ngọt nhẹ, sau đó chuyển dần sang chua. Đường nho tan trong nước sẽ biến thành axit, tạo kết tủa như chanh và giấm nhưng chậm hơn. 1 lít sữa cần 1/2 thìa cà phê đường nho. 2 lít sữa đậu nành, An làm 1 thìa cà phê đường nho gạt ngang mặt như vậy. Cân lên sẽ được 4g. Cho đường nho vô cái tô để sẵn ở đây. Khi làm với đường nho thì các bạn phải đợi nấu xong nước đậu mới pha đường. Cách 2, làm bằng gelatin. 1 lít sữa đậu nành cần 12g bột gelatin. Nay An làm 2 lít sữa. An có ở đây 24g gelatin. Cho gelatin vào tô. Thêm 100ml nước lạnh, ngâm cho gelatin nở. Đường nho và gelatin các bạn có thể tìm mua dễ dàng trên Shopee hoặc Amazon nhé. Bây giờ thì bắc nồi sữa đậu nành lên bếp nấu sôi. Thỉnh thoảng nhớ quậy đều để đậu không bị bén đáy nồi. Trong quá trình nấu, các bạn nhớ canh nồi đậu. Nếu không canh, đậu sôi sẽ rất dễ bị trào ra ngoài đó. Nấu sôi, vớt bọt, sau đó hạ lửa nhỏ nấu thêm 10 phút cho sữa đậu chín kỹ. Sau 10 phút vớt bỏ lớp váng trên mặt đi, như vậy là đã nấu xong, nhưng các bạn nhớ vẫn để bếp cho nước đậu sôi lăn tăn nha. Quay trở lại tô đường nho. Cho vào 1 thìa canh nước đun sôi để nguội. Không pha đường nho trước và không pha đường nho với nước ấm nóng, sẽ làm tàu hủ bị nhẫn, đắng và chua. Không dùng bất cứ dụng cụ nào để khuấy đường nho. Đường nho mịn nên tan rất nhanh. Bạn chỉ cần lắc nhẹ, sau đó láng đều quanh đáy tô và thành tô như An đang làm là được rồi. Đổ nồi sữa đậu nành đang sôi vào. Đổ nhanh và dứt khoát để nước đậu và đường nho hòa đều vào nhau. Đổ xong rồi, nhanh tay loại bỏ bọt để bề mặt tàu hũ được mịn. Tuyệt đối không quậy nhé. Dùng một cái khăn sạch phủ lên tô rồi đậy nắp.
để yên một tiếng. Suốt quá trình ủ các bạn không di chuyển tô nha. Đây là tô gelatin đã ngâm nở. Đổ sữa đậu nành vào. Quậy đều cho gelatin tan hoàn toàn, loại bỏ bọt rồi để nguội. Làm tàu hũ bằng gelatin các bạn làm từ sữa đậu nành đóng hộp vẫn được. Tuy nhiên An thấy làm từ hạt đậu nành là ngon nhất vì giữ được nguyên hương vị của đậu. Sau khi tô sữa đậu nành đã nguội, vớt lớp váng trên mặt bỏ đi cho mặt đậu hũ được mịn và trắng. Bọc lại cho vào tủ lạnh qua đêm là dùng được. Làm xong tàu hũ, An sẽ đi nấu nước đường. An nấu bằng đường nâu cho màu đẹp. Cứ một chén đường là một chén nước. Cho vào nồi nấu sôi. Nếu các bạn muốn nước đường loãng hơn thì một chén đường các bạn nấu cùng một chén rưỡi nước nhé. Thêm 40g gừng cắt sợi. Nấu chừng 5 phút rồi tắt bếp để nguội là dùng được. Đây là thành phẩm tàu hũ làm bằng đường nho. Tàu hũ đã đông mịn rồi nè. Làm với đường nho thì các bạn có thể ăn ngay khi tàu hũ vừa đông. Tàu hũ hớt bằng thìa mỏng hoặc nắp lon, trông sẽ đẹp mỏng và ngon mắt. Còn nếu không cầu kỳ thì có thìa nào mình dùng thìa đó ha. Ăn đến đâu mới hớt đến đó. Tàu hũ lúc này vẫn còn ấm nóng. Ăn không hết thì để nguội cho vào tủ lạnh bảo quản, dùng trong 3 ngày nhé. Để lâu sẽ mất ngon. Khi múc tàu hũ có thể sẽ ra ít nước. Nước đậu càng loãng thì tàu hũ sẽ bị tách nước càng nhiều. Chén tàu hũ mềm tan như mang cả tuổi thơ trở lại. Đây là tàu hũ làm bằng gelatin. Làm với gelatin tàu hũ bóng mịn và không ra nước như khi làm với đường nho. Khi ăn đậu hũ có một độ dai rất nhẹ, không lập tức tan ngay như khi làm với đường nho. Đậu hũ ăn cùng nước đường để nguội. Không ăn với đường nóng vì khi gặp nhiệt độ cao gelatin sẽ tan ra nha. Núng na núng nính đã lắm. An vừa mang đến cho các bạn hai cách để làm tàu hũ rất dễ và đơn giản. Các bạn thấy cách nào phù hợp thì làm ha. Chúc các bạn thành công và thêm vào thực đơn nhà mình một món ngon nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.